Hello, xin chào mọi người nhá. Đọc cái comment của bạn này giật hết cả mình lên. Tưởng là mua hàng của mình nhanh hỏng mà không được bảo hành như nào. Bạn comment đây là mình hay giật mình lắm đấy nhá. Ok, thì cảm ơn mọi người nhá. Mọi người yên tâm, mua hàng với mình ý, thứ nhất là chế độ bảo hành cực kỳ là ok. Bảo hành 6 tháng, bao test 1 tháng cho những cái máy trên 3 triệu, dưới 3 triệu là bảo hành 3 tháng và bao test 1 tháng. Cộng với là như này này, các bạn mua ở các trung tâm lớn nhá, các bạn mua ở các trung tâm lớn, mình dám khẳng định khi máy lỗi thì phải mất rất nhiều thời gian để bảo hành hoặc là để đổi máy nếu mà không bảo hành được. Nhưng đối với Thanh Tú Store nhá, trong trường hợp mà đổi máy thì chỉ mất trong vòng 2 ngày đến 3 ngày là cùng thôi. 2 ngày đến 3 ngày là cùng là bên mình đổi cho các bạn. Nên các bạn yên tâm, chế độ bảo hành nhanh lắm nhá. Đấy, anh em quan tâm thì cứ Zalo cho mình, còn các cái máy mình quay lên đây nó chỉ là những cái máy mới về và một cơ sở thôi, còn tổng thể thì bên mình rất là nhiều các bạn nhá. Ok, đây là số máy mới về ngày hôm nay, cũng về được 15 Pro Max, 15 Pro Samsung Note 20 Ultra, 14 Pro Max thành ý giá rẻ, 12 Pro 2 cây, 12 Pro Max và 13 thường. Mình sẽ lên giới thiệu chi tiết tất cả những sản phẩm này. Và các bạn xem video thì đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Các bạn có cái vấn đề gì thắc mắc hoặc cái gì muốn hỏi mình thì cứ để lại comment. Mình sẽ cố gắng một ngày mình trả lời một câu hỏi của các bạn. Còn nếu mà trả lời được nhiều hơn thì càng tốt nhé. Sau đây mình sẽ review toàn bộ số máy mới về. Mọi người thích máy nào thì vẫn cứ Zalo cho bên mình. 056688 từ quý 9 các bạn nhé. Đầu tiên giới thiệu cho bạn một con 15 Pro máy màu trắng 256GB. Máy màu trắng, máy zin full, hình thức đẹp, 99 chạm keng nhá, chạm keng luôn. 15 Pro 256GB pin 95%, 21 triệu 500. Máy zin full, hình thức đẹp. Con này mình bán online là 21 triệu 500, chứ còn bán tại cửa hàng mình phải bán 22 triệu, vì lý do là chi phí rất là nhiều nhá. Tiếp theo một con 15 Pro Titan. Con này 512GB pin 91. 512GB pin 91, hình thức zin đẹp keng. 22 triệu 500, 512GB các bạn nhé. 22 triệu 500 pin 91%. Nói chung những ai mà cần bộ nhớ to như mình hay quay video chẳng hạn, cần bộ nhớ to thì lấy con này thì gọi là hết nước chấm luôn nhé. Tiếp theo là một con 15 Pro 256GB pin 93%. Máy màu xanh zin full, hình thức con này chỉ được 98% thôi. Có chày đây này, chày đây các bạn nhé, và chày đây này. Đấy, ok. Và con này mình bán cho các bạn là 21 triệu nhé. 206GB pin 93, 21 triệu. Tiếp theo là một con 15 Pro Max. Con này bản VN 206GB, pin 100%, sạc 136 lần. Con này thì 24 triệu 500 nhá. 24 triệu 500. Và con này thì màn có 1-2 phết phẩy lông mèo lông chuột, mình dán cường lực vào sẽ che đi được nhá. Đấy, nhưng mà bên mình thì nói thật các bạn là không bao giờ treo đầu dê bán thịt chó, cho nên muốn các bạn xem chi tiết trước khi mình dán. Mình quay cho bạn xem chi tiết, các bạn thuận mua thì vào việc, sau đó mình dán cho các bạn nhá. Con này 24 triệu 500, pin 100%. Tiếp theo một con 13 thường. Con này khách mua của mình chắc được chục ngày bán lại. Con này thì bảo hành tháng 5, con hôm trước là bảo hành tháng 6. Và con hôm trước là pin 100, con này pin thì không đến 100. Và con này thì rẻ hơn con trước là 500 nghìn. Con hôm trước mình bán là 11 triệu, con này bán 10 triệu 500 nhé. 10 triệu 500, 13 thường. Tiếp theo một con Samsung Note 20 Ultra. Con này bản Mỹ nhé. Bản Mỹ Note 20 Ultra, RAM 12, bộ nhớ 128. Con này hai sim các bạn nhé, một sim vật lý và một e sim, 7 triệu. Và con này thì cái kính nó hơi bị sứt một tí ở đây này. Đấy, không ảnh hưởng gì. Con này mà đẹp thì nó phải tầm 8 triệu, hơn 8 triệu cơ. RAM 12, bộ nhớ 128 bản Mỹ nhé. Tiếp theo một con 14 Pro Max. Con này thì thanh lý cho các bạn với giá là 17 triệu 500, 206GB nhé. Con này nhân viên đang dùng, thanh lý hộ nhân viên luôn.
Con này là, Đã trả lại cho tôi đi, tôi về ngủ ấy. con này là 14 Pro Max 256 GB. Pin 90% nhá, pin 90%. 17 triệu 500, 17 triệu 500. Con này tình trạng là đã thay màn hình rồi nhưng cam kết là thay màn zin nhá. Cam kết là thay màn zin. Tiếp theo là một con 12 Pro Max. Con này hình thức phẩy 206 GB, giá rẻ hơn cả 128 GB. Pin 84%, máy bao zin. Bao zin cho mọi người nhá. Bản Mỹ 128 GB. Con này có giá là 12 triệu 600. Rẻ hơn cả 128, 128 GB bây giờ nhá. Màu gold zin đẹp 13 triệu, thậm chí hơn 13 triệu. Đấy. Tiếp theo mình về được thêm hai con 12 Pro. Khách nâng đời lên 14 Pro. 9 triệu 7, 128 GB. Hai con đều bao zin. Đều bao zin nhá. 9 triệu 7 một con. Con này pin 87 này. Bản Mỹ 128 GB này, 9 triệu 7 này. Còn con này. Bản KH 128 GB. Pin 99, con này pin thay mới nhá. Pin thay mới. Ok, các bạn thích con nào thì Zalo cho mình. Và mình nên thêm sản phẩm ở 11 An Dương các bạn nhé. Ok, sẽ nên chi tiết máy ở An Dương cho các bạn nhé. Pro Max ở đây mình có hai con. Một con 128 GB, một con 256 GB. 128 GB con này là con này đã fix xanh rồi, fix xanh trắng rồi các bạn nhá. Thì con này để cho các bạn giá rẻ, con này để cho các bạn với giá là 12 triệu, à đâu, 12 triệu 500 nhá. 12 triệu 500, con này fix xanh rồi, 128 GB, 13 Pro Max. Con này máy zin chất, pin 92. Pin 92, 256 GB, máy zin chất, hình thức đẹp. Con này 15 triệu 500. Thế tại cửa hàng mình phải bán 16 triệu đây các bạn này. Bán online mình sẽ giảm 500. Cháu bỏ con này ra chỗ Toàn. Con này đi. Chỗ Toàn. 14 Pro Max 256 GB, pin 83%. Máy zin full rất đẹp, 20 triệu. Đẹp 99 rồi, 98, 99 rồi các bạn nhé. Máy màu tím 260 20 triệu. Có hỗ trợ trả góp qua iCloud, các bạn chỉ cần thanh toán trước 14 triệu nhé. Hôm nay có đơn vị đến nhà mình bảo mình làm trả góp. Đang làm giấy tờ thủ tục. Kêu gọi. Làm thì khách hàng trả trước có 20% thôi. Android cũng được. Nhưng cái đấy mình phải làm thủ tục và qua đơn vị ấy. Nó khác. Ủa, của cháu toàn màu trắng à? Đúng qua cái màu trắng. Toàn màu VIP nhỉ? Lúc thì không có cái hào. Đủ qua màu nhé. Ôi thì bớt nè, con này 256 à? Con 256, con 512. Hai con 256. Cô chế. 12 Pro Max. 12 Pro Max 128 GB bây giờ. Ngày trước mình bán dao động là 12 triệu nhưng bây giờ là 12 triệu 500 rồi. 206 GB là dao động 13 triệu 500. Còn 512 GB thì dao động 14 triệu 500. Tuy nhiên có con thì dưới nhá. Chứ không phải là con nào cũng như thế. Mẹ Apple Mac đầy đủ màu. Gì cơ? Con kia thì hàng mới à? Con nào? Con của cháu ấy. Ừ, cái hàng mới chứ. Con ấy để riêng ra để nó mang về. Cùng chút con này. Cái này phải cho vào cuối video mà. SE 2020 64 GB 3 triệu 2 các bạn nhé, 3 triệu 2 SE 2020.
XS64GB thì dao động là 4,5 triệu, 256GB thì dao động là 5 triệu. XS nhé, con X thường màu đen, XS mà XS thất mà đây mắc XS thất chống nhầm à? XS mắc con này 256GB, kính hơi dịa dịa tí đây, thanh ý bạn 6,5 triệu nhá, hơi sứt một miếng là nhỏ nhỏ thôi. Đấy, con màu đen này 64GB này, thay lưng rồi, thay lưng ép kính rồi nhá, thanh ý bạn 5 triệu. XS mắc cái con này bình thường nó đang là 6 triệu, thậm chí đẹp còn hơn 6 triệu, nhưng mà vì thay lưng ép kính rồi mình thanh lý ra có 5 triệu thôi, mà các bạn vẫn được bảo hành 3 tháng nhé, bao benzin chưa sửa chữa, bao benzin chưa sửa chữa nhé. M14 Pro con này bao nhiêu ghi nhỉ? 128 Pro 128 GB thì dao động là 16 triệu, còn 206 GB thì dao động 17 triệu các bạn nhé. Và mình còn rất là nhiều, đủ màu sắc, màu đen, màu tím và màu vàng và màu trắng nhé, đầy đủ màu sắc. Mười bốn thường 128 GB dao động 12 triệu, 256 GB dao động 13 triệu, đây là 14 thường. Mười ba thường đây mình còn một cây 256 GB 11 triệu, một cây thôi 256GB 11 triệu các bạn nhé. 13 thường. M12 Pro 128GB dao động 9,5 triệu các bạn nhé. M12 Pro 128GB dao động 9,5 triệu. Cái ông mua con 12 Pro này mình hôm nay mới bán rồi. Ừ. Anh nhớ chưa? Cái ông mà có bảo là mua mình quen đấy. Mua SE020. Ừ. Lại xuống SE. Hình như ông có chơi sao? 8 Plus 32GB, màu đen 3,2 triệu, màu gold 3,3 triệu nhé. Có nghèo khổ đến cái đấy không nhỉ? Sao lại náo đầu vào những con đường đấy? Ừ. 11 Pro Max 64GB dao động 8 triệu, 206GB dao động 9 triệu các bạn nhé. 11 Pro Max. Bước xuống OV đi thuê xe chứ. Ui chỉ còn phí đi. Không nọ. Thằng xe ô nhà mình lúc này quá chán rồi. 400.000 một ngày. Mà không hiểu ông ấy còn đi. Thế thì tiền đâu mà ta. 400.000 xe quay, 200.000 logo. Không nào có tiền là đi xe quay, không nào không có tiền là đi logo. Thế mấy con xe của ông bán hết rồi? Xanh rồi. Hôm như nào mà chẳng biết. Cháu nhìn thấy ông cứ đi qua mấy quán tối đến này, hay tối đến này. Cho từ nay chỗ cửa khẩu cũng có một cái nhà cho thuê xe mà. Ừ. Nhà cháu bảo chứ. Ông thuê xe à? Thuê đâu mà thuê. Xong rồi cháu bảo chứ cậu mợ cháu không biết thì cháu biết hết đấy. Ông bảo 200.000 một ngày. Từ nay đi chết luôn. 11 64GB, dao động 6 triệu, 128GB dao động 7 triệu. Các bạn nhé, có cả màu trắng. Ơ có màu trắng, con màu trắng đâu rồi? Trong kia cậu. Đầy đủ màu, có cả màu tím nhá. Nhưng mà cửa hàng này không có đâu. À, đủ màu, đủ màu sắc. Hôm cháu trêu, hôm cháu thấy đi nước bộ lóc cóc với các giả xe. Nhà tôi bảo lên đây cháu đèo về. Ông này cớ bảo chứ ông đợi thằng Đại đi. Nó đi học về bảo chứ đêm này nó học gì giờ này nữa. Mà học ông giả xe rồi thì đến đây cháu đèo về cũng phải học hành cái gì. XR, có con XR này lóc các bạn nhá, 3 triệu. XR lóc 3 triệu. Còn à, còn lại máy quốc tế 64GB dao động 4 triệu, 128GB dao động 4,5 triệu các bạn nhé. XR. Từ XR trở lên là các bạn có thể mua trả góp Vicra được rồi nhé. Chán ông Seoul nhà mình thật sự luôn. Ông ấy rất là tốt tính nhưng mà tội chưa cơ bản. Lô đề đó. Rất là lô đề. Mày kiếm là cả triệu đi. Nương khi nhiều hơn đội cáo mình. Thật. 11 Pro 64GB dao động 7 triệu các bạn nhé. 206GB thì dao động là 8 triệu. Và tất nhiên là các cái giá này mình sẽ bảo hành cho các bạn là 6 tháng, 3 test 1 tháng.
và vẫn tặng kèm theo phụ kiện nhé. MacBook Air 2020 chip M1 RAM 8 bộ nhớ 256. Zin đẹp 14 triệu các bạn nhé. 14 triệu MacBook Air, 14 triệu. iPad Pro 9.7 nhá. RAM 32GB bản 4G, 4 triệu tư các bạn nhé, 4 triệu tư. Dòng Android. Nhôm à. Samsung Tab A RAM 3 bộ nhớ 32, 2.6. 2.6. Samsung A31 bản Hàn RAM 464, 2.4 các bạn nhé, 2.4. Ông xe ôm nhà mình nhá, nó thật mọi người là ông làm ra hơi bị nhiều tiền. Một ngày ông chạy cho nhà mình không biết bao nhiêu cuốc, thì nhiều việc lắm. Ông chạy cho nhà mình à. Quá nhiều, chưa tính là ông đi hay được khách hàng của bên mình bo nữa cơ. Nhưng mà ông mắc vào lô đề. Cho nên là không có tiền, cho nên là ai mà có ý định chơi lô đề thì bỏ đi nhá. Ông sale nhà mình ý, mình không phải nói xấu đâu, nhưng mà ông ấy, người ở Hà Nội này, người gốc Hà Nội luôn, mà cuối cùng là không có tiền, rất là nghèo, vì tội là chỉ vì con nô con đề thôi mà ông sống ở đất phố cổ. Đất phố cổ có một cái nhà, bốn nhà ông cụ để lại cho bốn anh em, thì đang dự tính bán được khoảng 18 tỷ, 18 tỷ hay là 21 tỷ gì đấy. Mà nhà là không có lóc đấy nhá. Không có lóc có nghĩa là nhà ở tầng trên là của nhà khác ấy, các bạn hiểu không? Mà bán đã được hai mấy tỷ rồi mà cuối cùng ra là không có tiền. Thì tôi cứ con nô con đề. Samsung A32 bản Hàn RAM 4 bộ nhớ 64, 2.6 triệu. Suốt ngày nói ông ý mà ông ý, nói chung là tầm này ông sale nhà mình là không thể bỏ được rồi, tầm này gọi là hạn chế chơi, chứ còn ông người bảo chơi đến mấy chục năm rồi làm sao bỏ được. Để nói mình cứ mở hàng phát nào ông này ông bắt đầu lại đi đánh đề số nhà mấy cả cái gì thế, rất là buồn cười luôn. Samsung A535G bản Hàn RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, máy Hàn là rất là chất các bạn nhé, 3.8 triệu. Mà đợt Việt ta về đây làm kia ông suốt ngày ông đánh 4953. Thì tôi là câu đặt mật khẩu là 4953 thế ông. Rồi. Ông cứ đánh 4953 này. SA22 Plus bản Hàn RAM 8 bộ nhớ 256. Máy zin full. Giá dao động từ 7 triệu rưỡi đến 8 triệu. SA22 Plus các bạn nhé. SA21 RAM 8 bộ nhớ 128. Con này màn nó hơi già các bạn nhé, màn nó hơi già trên này. Đấy. Thanh lý cho các bạn 4 triệu. Xiaomi 13 Lite 5G RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin đẹp keng như mới, 5 triệu. 5 triệu các bạn nhé. Con này con gái dùng quá xinh luôn. Con này con gái dùng đẹp nhỉ. Cái màu này con gái dùng luôn này, kiểu luôn. Hồng đượm đà. Để con này con gái dùng cũng đẹp này. Samsung S22 thường này, RAM 8 bộ nhớ 256 bản Hàn này, dao động 2.5 triệu. Mình có nhiều các bạn nhé, có cả màu khác nữa. Mỗi cửa hàng chỉ có được 1 cây, 2 cây. Cháu có người yêu, cháu mua cho tặng người yêu ngay. Đấy, khá quá nhỉ. Không mà tặng 16 sao mà, tặng màu hồng này vẫn đẹp hơn 16 sao mà. Em nào mà tầm tuổi 18 mà chưa có người yêu liên hệ với Thanh Tú Store để giới thiệu Đức Việt. Đức Việt đó. Ngoan khỏi bàn luôn nhá, viêng đồ ngoan là khỏi bàn. Samsung A33 RAM 6 bộ nhớ 128 bản Hàn 3.3 triệu. Chả thế mà không ngoan thì làm sao mà giao cho cửa hàng ngồi như này được. Các bạn biết một cửa này mình đầu tư bao tiền không? Có phải người nhà không? Có. Mày là người nhà tao bao giờ mà có? Đây cháu đang ở trong nhà cậu, là người nhà của cậu rồi còn gì nữa. Rồi bằng cậu là chẳng qua là vào
Thanh Tư là cháu của mình, gọi bằng cậu, quen mồm nên gọi bằng cậu thôi. Nhiều người rất hay đến đây hỏi thế. Chứ không phải là người nhà nhá. Thái mà không phải là gì nhỉ, con của chị em ruột. Ừ. Mà không phải. Thế cháu nghĩ cửa hàng này bao tiền? Tiền tính tủ máy đã tính, tủ máy hơi đã khác rồi, chưa tính hết cửa hàng. Tính tủ máy đã đủ rất nhiều tiền rồi, chưa tính phụ kiện này rất đầy đủ. Samsung Note 10 5G bản Hàn. RAM 12 bộ nhớ 256. 4.2 triệu. Hôm nay thời gian cũng khá bận như ai. Về quét bằng nhẹ. Không phải tiện gắn cái chữ. Tân quên. Tối nay về luôn cái bơ keo. Samsung A13 bản Hàn RAM 464 thì là 2.3 triệu. Còn bản RAM 4 bộ nhớ 128 thì là 2.4 triệu các bạn nhé. Nó gần giống nhau. Kích thước như nhau luôn. Khác cao một tí. À đây. Cái con RAM 4 bộ nhớ 128 có cả con này 2.4 triệu. Con ấy nhiều ghi dung lượng hơn người cao hơn. Nói thật là mình mở cửa hàng này ra mình kém nhân viên lắm, bởi vì mình giao cả một cái cửa hàng. Cả một cửa hàng nếu mà đâu đưa cậu con máy đi. Đây nhá, hôm nay bật mí cho các bạn xem nhá. Đây, ba cửa hàng hôm nay bán được có 14 triệu là rất là thấp nhá. Đây, ba cửa hàng không tính Phúc Tân nhá. Không tính ở Phúc Tân đâu, Phúc Tân của mình còn nhiều hơn nhiều. Bởi Phúc Tân nó là cơ sở chính. Ba cửa hàng đây này, vốn của hàng thôi nhá, không tính tủ biển bảng tiền sang sửa đâu nhá, là 2 tỷ 025 triệu. Chỉ cứ gọi là 2 tỷ mốt đi, vị trí là 700 triệu. Chưa tính các thứ này. Bây giờ mà không tin tưởng làm sao mà giao được. Không tin tưởng nó bán cái, hôm nay là ví dụ bán được 50 triệu tiền hàng, nó bảo là cậu ơi hôm nay cháu bận, cháu về quê tí xong rồi, xong rồi mai bắt đầu nó thuê bao lại thôi. Thuê bao bắt rồi. Samsung A24 bản Hàn, RAM 4 bộ nhớ 128, 2.9 triệu. 2.9 triệu các bạn nhé. M23 5G 4128 2.6 triệu. Máy zin đẹp hết. Nokia C31 RAM 4 bộ nhớ 128 1.5 triệu. Holo 30S RAM 8 bộ nhớ 256 2.7 triệu. 2.7 triệu các bạn nhé. Nhiều người biết cái đồ tại máy iPhone mới xuống cấp hả? Samsung A23 4128 2.5 triệu các bạn nhé. Thanh lý con này rẻ quá mà không ai mua, có 1.8 triệu. Con Redmi 5 Pro RAM 8 bộ nhớ 128 1.8 triệu. Oppo A1 5G RAM 12 bộ nhớ 256 3.7 triệu. Máy zin đẹp keng như mới. Cậu dùng đây còn phát bực. Nhắn tin nó cứ kiểu gì nhỉ? Slow motion nó tách cứ kiểu như thế. Samsung A34 5G 6128 4.2 triệu nhé. Nhiều ứng dụng nó cũng hạn chế. Oppo A18 RAM 4 bộ nhớ 64 2.5 triệu. Máy zin đẹp. Samsung M33 5G 6128 2.9 triệu. A42 4G A42 4128 A42 là 22 nhỉ. Con này 2.4 triệu. Redmi 12C RAM 464 1.8 triệu. Và con cuối cùng là con Xiaomi V15 5G 8128. Con này 2.9 triệu à? 2.7 triệu các bạn nhé. Bán tại cửa hàng 2.9 triệu, còn bán online 2.7 triệu. Ok đấy nhá, thì mọi người xem mà có cô nào mà hoặc có con gái thì giới thiệu cho Đức Việt nhá. Thanh Tú Store gọi là tiền là số 9, uy tín là số 10, bảo lãnh nhá. Đức Việt nhá. Không thuốc lá này, không cờ bạc này. Rượu bia là phải có uống này. Làm cái cơ túi là phải biết uống, không uống nhiều là được. Đấy.
thấy đánh nhau là thấy đánh thì thấy thấy ăn thì tìm đến, mà thấy đánh nhau thì tìm đi này. Đấy, đúng phương châm của cậu Tú luôn. Nói chung là ú thế quyền là phải chạy thật nhanh nhỉ.